Chị Paula, hôm nay làm phẫu thuật hả? Có gì nói thẳng ra đi. Thực ra nó không cần thiết với Trị Sản đâu. Cô tha cho nó đi. Tôi mà quyết định rồi, anh không cần phải nói nữa. Cô mà Trị Sản là coi như xong đó, theo nó cả đời luôn mà. Tránh ra đi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xong rồi hả? Sao nhanh vậy? Tiểu phẫu thôi mà, tôi làm quen rồi. Donate là xin lỗi người anh em nha. Tôi không thể bảo vệ cái đó cho cậu được rồi. Thành nhân, tôi sống có ý nghĩa cậu gì nữa. Cậu đừng buồn nữa. Cậu vừa mới bị má cậu Trị Sản, có phải đau lắm không hả? Jessica, sao vẫn còn ở đây vậy? Tôi dĩ nhiên phải ở đây rồi, tôi phải coi chừng Donate. Ý tôi hỏi tại sao cái đó của nó vẫn còn? Bác sĩ Kim chỉ làm phẫu thuật lấy sỏi thận thôi, đâu có làm phẫu thuật Trị Sản. Không Trị Sản. Đúng vậy. Cậu có nghe không Donate? Cái đó của cậu không bị mất. Quá tuyệt vời rồi. Má cậu đã tỉnh ngộ rồi nên cô không có Trị Sản cậu nữa. Hay quá. Cậu không cần phải lo lắng nữa rồi. Chúc mừng cậu nhiều nha. Chúc mừng cậu. Ôn Thanh Nhân, cảm ơn anh vì đã dốc sức giúp đỡ cho tôi. Lúc tôi đang mê man nhưng tôi vẫn nghe được những gì mà anh đã nói với má tôi á. Thật ra cô không cần phải Trị Sản mà, tha cho nó đi. Tôi đã quyết định rồi, anh không cần phải nói nữa. Có gì đâu, nhớ phải trân trọng nó đó. Làm gì ở đây vậy? Nè, sao đúng lúc vậy? Chào buổi sáng. Chào buổi sáng gì nữa, trưa trời rồi. Chỉ là câu chào hỏi cơ bản thôi mà. Thật đúng lúc, anh giúp tôi đưa nó đi dạo. Tôi muốn tập chạy bộ. Đi dạo xong anh dẫn nó về nhà anh trước. Chạy xong tôi sẽ đón nó. Ok. Cảm ơn. Paula, cô yên tâm giao Donate cho tôi giữ thiệt đó hả? Đây cũng nhỏ xíu à. Nếu anh dám làm bậy tôi đăng bài nói xấu anh đó. Tôi biết anh sống ở đâu, làm việc ở đâu. Anh chạy được đi đâu chứ, phải không? Vậy nha. Sao anh cứ nhìn chằm chằm má tôi vậy? Hôm nay nhìn hai người có gì đó lạ lắm. Thường ngày hai người hay chửi nhau lắm mà. Cậu biết cái gì chứ, tranh con này. Ai nói tôi không biết, tôi là người giỏi nhất trong đám bạn chó của tôi á. Biết rồi. Vậy cậu có biết địa ý không? Ồ ha, anh không nói tôi cũng không để ý. Nói tới tôi cũng thấy hơi mắc đó. Vậy đi thôi. Cô cần mắc vậy không chứ? Cô chuẩn ý ra ngoài đó. Kim Quệ Đình, cố lên. Bảo, con bị sao vậy? Có người đã lấy thịt nguội trộn chung với thuốc chuột để hạ độc chết mấy con chó kìa. Giờ này chúng ta dẫn thuốc cưng ra ngoài cũng nên cẩn thận một chút. Đừng để tụi nó ăn bậy ăn bạ đó nha. Cũng may thường ngày con chó của tôi không ham ăn cho lắm. Thịt gà viên ăn ngon thiệt á, lâu rồi chưa được ăn ngon như vậy. Cậu ăn ít thôi đó nha, cậu vừa mới làm phẫu thuật sỏi thận xong đó. Với lại giờ cậu ra ngoài nhớ được có ăn bậy ăn bạ. Lỡ như cậu ăn phải mấy hộp thịt nguội có độc nữa, cậu có 10 cái mạng cũng không đủ cậu chết đâu. Má tôi hay dẫn tôi ra đường coi chừng tôi kỹ lắm, không có sao đâu. Nói tới má của cậu mới nhớ nha, cậu có nói với cậu là chuyện tại sao cậu lại thay đổi ý định không Trị Sản cho cậu không? Không có, nói chung không bị Trị Sản là được rồi. Không đơn giản như vậy đâu, tôi thấy cậu hình như dạo này vui vẻ tươi cười hơn thì phải đó. Giờ cô nói chuyện cũng không cộc cằn như hồi trước nữa. Có phải cô ai đã làm gì gì tốt khiến cho cô vui lên hay không vậy? Đúng đó, ngày nào cũng ngủ tới trưa trời còn ngủ rất ngon nữa kìa. Cô có gì khác lạ hay không? Hay đôi lúc bất cẩn nhắc tới tên của một ai đó, ví dụ như là tên của tôi chẳng hạn. Tên của anh có. Thiệt hả? Vậy cô nói như gì vậy? Khoai tây. Ăn ít thôi đó nha, đừng ăn nhiều quá. Má nói tên Uông Thanh Nhân khùng khùng điên điên, kỳ lạ khó tả. Chỉ vậy thôi hả? Tôi tệ vậy sao? Bộ anh rất thích người khác kêu tên của anh lắm hả? Để tôi thỏa mãn cho anh. Uông Thanh Nhân. Xin lỗi nha, hễ nó nhìn thấy thức ăn thì sẽ không kiềm chế được. Xin lỗi mọi người. Đủ rồi, bỏ ăn đi, được sủa nữa nè, ăn đi. Thì không lại nổi nóng với mình. Anh càng ngày càng giống má tôi rồi đó.
Cậu thử trước mặt cô má cậu kiểu này đi ha, cô sẽ lập tức dẫn cậu đi trị sản liền luôn đó. Chắc là không đâu. Ai nói không chứ, bộ cậu không biết tính má của cậu hay sao? Vậy sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu có bà ở đây thì tốt biết mấy, má có giận cỡ mấy cũng có bà đỡ giùm tôi. Nói không chừng cậu sẽ sớm có bà mới thì sao hả? Bộ bà cũng có chia mới với cũ hả? Dĩ nhiên có rồi, bà mới của cậu nhiều khi sẽ trẻ hơn nè, hoạt bát hơn nè, nói chuyện cũng vui tính hơn, quan trọng là ăn ý với cậu hơn nữa. Chưa kể còn rất yêu thương má cậu, tính ra má cậu cũng rất là khó nuốt đó nha. Có điều đôi lúc cũng quyến rũ đó chứ. Nhưng tôi chỉ muốn có bà thôi, tôi rất nhớ bà. Ê, đôi nết à, có biết tại sao ông trời lại ban cho cậu đôi mắt ở phía trước hay không hả? Chính là muốn cậu nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại nhìn đó. Bộ có động vật có đôi mắt nào nằm ở phía sau hay sao? Trời ơi, trọng điểm không phải là đôi mắt nằm ở đâu, hiểu không hả đôi nết? Tốt nhất luôn nằm ở trước mắt của chúng ta, có hiểu chưa hả? Ê, đừng hiểu chưa nữa. Wow, xinh đẹp quá à. Đẹp tới hút hồn luôn đó. Anh nói không sai, chó thực sự phải nhìn về phía trước á. Nhìn thôi nha, đừng tỏ ra vui mừng quá. Nè nè nè, ông chủ dự báo trưa nay Hợp có biết xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ biết trưa nay phải nhịn đói thôi. Tôi nghĩ chắc chỉ Hợp 10 phút thôi, chắc là ông chủ không mất nhân tính vậy đâu. Có nhân tính thì đâu còn là ông chủ nữa. Tôi sợ anh chỉ cho chúng ta 10 phút ăn cơm thôi đó. 10 phút ít vậy sao? Tôi sẽ chửi cho coi. Yes, làm phiền mọi người 10 phút. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. Cuối đường vừa mới mở một phòng khám thú y để dành rất nhiều khách hàng của chúng ta. Giờ lịch khám của chúng ta đã ít hơn xưa rất nhiều. Tôi muốn biết mọi người có chiến lược gì hay không. Anh có chiến lược gì không? Ông chủ, chiến lược cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, chứ không phải bỏ giờ ăn trưa là nghỉ được. Đúng vậy, chỉ có mấy phút thôi làm sao mà nghĩ ra được. Hay là ăn cơm xong rồi mới từ từ bàn nha. Mọi người suy nghĩ một cách cho tôi, nghĩ ra mới được ăn cơm. Tôi nói trước, quay video đăng lên Instagram để tăng sự chú ý. Mua thêm 2 con mèo chiêu tại để giành lại khách hàng. Thuê một chiếc xe buýt tham quan chạy vòng vòng để quảng cáo ha. Khuyến mãi tặng voucher, khám 10 tặng 1. Nghe nói phòng khám mới mở đang làm chương trình khuyến mãi, tiền khám chỉ tính nửa giá. Hèn gì ai cũng chạy qua đó khám hết. Người ta là tập đoàn kinh doanh lớn, chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết chúng ta. Chưa kể là bọn họ làm marketing rất mạnh, nếu như chúng ta lơ là một chút á thì sẽ bị đào thải liền. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta cần chủ động tấn công giành lại khách hàng. Nói hay lắm ông chủ, tôi tán thành. Nếu chúng ta muốn đối phó tập đoàn lớn thì cần phải đánh nhanh rút gọn. Chắc là ông chủ sẽ không có ý giảm giá đấu với bên kia đâu ha. Thật ra tôi đã có cách rồi, tôi chỉ muốn coi thử mọi người có nghĩ ra cách gì không. Chúng ta sẽ treo một tờ băng rôn ở ngoài trước cửa ghi miễn tiền khám. Hả? Hỏi mọi người một câu, tại sao thú cưng tới phòng khám của chúng ta khám? Tại bị bệnh. Vậy làm sao mới biết thú cưng đang bị bệnh? Kiểm tra là biết. Đúng vậy, sau đó đem sản phẩm và thực phẩm chức năng cộng lại thì sẽ ra sao? Anh muốn tặng cho khách hàng luôn hả? Nghĩ sao vậy, bán cho họ thì có, làm vậy coi như lấy lại được tiền khám đó. Ông chủ à, vậy tức là khám phi rồi. Thật ra thì theo thói quen của chủ nhân thú cưng thì cho dù họ tới khám free cũng chưa chắc sẽ mua thực phẩm chức năng và làm xét nghiệm. Còn nữa nha, người Hồng Kông rất thích so sánh giá cả, chắc chắn họ sẽ tìm phòng khám nào rẻ nhất. Sau đó thì... Cái này thật sự không khả dụng. Miễn tiền khám đích thực có thể thu hút rất nhiều khách hàng. Có điều nhân lực của chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi, thời gian và chất lượng khám bệnh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Không chừng có khi sẽ phản tác dụng. Mấy cô cậu ai cũng có trình độ chuyên nghiệp, tôi cảm thấy vấn đề cô nói không phải là vấn đề. Chúng tôi chuyên nghiệp thôi, còn chủ nhân thì sao? Miễn phí ai mà không ham chứ. Lỡ như thú cưng của họ có bệnh hay không đều đem tới đây cho chúng ta khám, chúng ta làm sao làm xuể chứ. Thật ra chúng ta không cần phải bày nhiều trò quá làm gì, chỉ cần làm đúng bổn phận của mình, khách hàng tự ắt sẽ quay lại thôi. Tôi dám đảm bảo khách hàng sẽ quay lại hay không? Chúng ta kinh doanh là để kiếm lời, chứ không đơn giản như cô nghĩ đâu. Lỡ khách hàng không quay lại phòng khám làm sao vận hành đây? Tới lúc đó mấy cô cậu đều bị đuổi hết cho coi.